lúc nào anh giận em không? Rước có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Một bộ sản phẩm chuyên nghe nhạc thì nó là đây các bác ơi, một cặp loa Pillar của Nhật Bản 325 anh đây, và một con ly đờ lông, một chiếc vang TD. Thì như này các bác có thể nghe nhạc chuyên nghiệp đấy các bác nhá. Đây này em tiện em thử chiếc vang thôi, chuẩn của nó là phải ghép với chiếc lọc đấy, nhưng mà có thể ghép vào chiếc vang này vẫn hay, vẫn có thể nghêu ngao nhẹ nhàng. Em nói nhỏ một từ là các bác vẫn có thể hát nhẹ nhàng, lựa không được để nó rít. Đấy, vì cặp loa này chuyên để nghe nhạc, còn để hát thì nó không phải là chuyên nghiệp. Nên bác khách đặt bộ là cả nghe cả hát, đầy đủ cả nghe nhạc và karaoke. Thì đây này em tách ra em thử để các bác tham khảo những bộ sản phẩm, giá nó chỉ rơi vào đâu đó 10 triệu, được cả âm ly, cả vang và đôi loa, siêu rẻ các bác nhá. Các bác có nhu cầu hãy điện cho em theo hai số máy này. Bên em rất nhiều dòng loa nghe nhạc, giá này là cực kỳ bình dân đấy, kể cả những mã cao cấp em rất là nhiều. Trân trọng cảm ơn các bác, xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.